Thời tiết xấu đã khiến màn so tài giữa Inter Miami và Orlando City phải lùi khoảng một tiếng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, những khán giả đến sân DRVPNK theo dõi Lionel Messi chơi bóng đã được thỏa lòng khi El Pauga lập cú đúp ở trận này. Chỉ 7 phút sau tiếng còi khai cuộc, Lionel Messi đã ghi bàn đưa Inter Miami vượt lên dẫn trước Orlando City. Siêu sao người Argentina di chuyển thông minh, khéo léo khống chế đường truyền của Robert Taylor rồi tung cú volley chân trái chay lưới. Orlando City thể hiện quyết tâm với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 17. Tiền vệ Cesar Araujo chấp thời cơ dứt điểm chuẩn xác khi hàng phòng ngự Inter Miami trở nên rối loạn sau tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh trái. Nếu may mắn hơn, Lionel Messi đã giúp Inter Miami tái lập thế dẫn bàn ở phút 31. Tiếc rằng, cột dọc đã từ chối pha dứt điểm chân trái của El Pauga. Phải chờ tới đầu hiệp 2, Inter Miami mới được ăn mừng bàn thắng vượt lên dẫn trước. Josep Martinez thực hiện thành công quả phạt nền ở phút 51, sau khi tiền đạo này bị phạm lỗi trong vòng cấm Orlando City. Chiến thắng 3-1 của Inter Miami được Lionel Messi ấn định ở phút 72. Sau khi châm ngòi cho đợt tấn công của đội nhà, Lionel Messi di chuyển vào vòng cấm đón đường truyền từ Josep Martinez rồi volley chân phải thành bàn. Tới phút bù giờ, Orlando City đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận, va vào cuộc và trọng tài xác định một cầu thủ áo tím đã việt vị trước khi Cesar Araujo đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Với chiến thắng này, Inter Miami lọt vào vòng 16 đội League Cup gặp Dallas FC. Trong khi đó, Lionel Messi tiếp tục phong độ ghi bàn khủng khiếp trong màu áo mới với 5 pha lập công sau 3 trận đấu.